Cả thế giới ngỡ ngàng khi thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay tỏa sáng giữa bầu trời Trung Đông. Việt Nam Stronger xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, mới đây một khán giả đã gửi về cho chúng mình một đoạn video hết sức đặc biệt và yêu cầu chúng mình hãy chia sẻ thông tin này đến với tất cả các bạn khác. Tất nhiên rồi, Việt Nam Stronger chưa bao giờ là phụ lòng khán giả thân yêu của mình cả. Cụ thể là đoạn video ghi lại hình ảnh là quốc kỳ Việt Nam sáng rực rỡ trên một ngọn tháp trong đêm cùng sự hò reo như sấm đến từ vị trí của người dân. Điều đáng nói ở chỗ, đây là ngọn tháp ở Dubai, được biết đến là ngọn tháp cao nhất thế giới. Cụ thể thông tin này là như thế nào? Vì sao lá cờ Việt Nam lại được xuất hiện đầy hoành tráng và thiêng liêng trên ngọn tháp có chiều cao số 1 thế giới? Xin mời các bạn hãy cùng với mình chiêm ngưỡng và giải đáp trong video ngày hôm nay nhé! Nhớ là sửa soạn thêm khăn giấy nha, bởi vì bật mí trước là những hình ảnh sau đây có nguy cơ là gây xúc động rất cao đấy! Vâng, sau khi mà cất công đi tìm hiểu và thu nhặt thông tin thì mình biết được rằng đoạn video nói trên được ghi lại ở tòa tháp Burj Khalifa. Cụ thể là nhân ngày quốc khánh Việt Nam, toàn bộ tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở thành phố Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã chiếu hình quốc kỳ Việt Nam làm nổi bật cả một vùng trời trong đêm tối. Chào mừng 75 năm quốc khánh Việt Nam, tháp Burj Khalifa đã sáng đèn với hình ảnh lá cờ của Việt Nam. Chúng tôi gửi lời chúc phát triển và thành công tới người dân Việt Nam. Đó là những gì được tài khoản chính thức của tòa Burj Khalifa viết trên Twitter. Đi kèm bài đăng là một video cho thấy tòa tháp được bao phủ bởi sắc cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Tính đến 13:30 ngày hôm sau theo giờ Việt Nam, video này đã nhận được hơn 1.300 lượt xem. Đến nay thì con số đã đạt hơn mức 2 triệu view. Tài khoản Twitter và Facebook của Đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE tại Việt Nam cũng đăng đoạn video cho thấy hình ảnh lá cờ Việt Nam được chiếu trên tòa Burj Khalifa với hiệu ứng tung bay. Trước đó không lâu, cũng trên mạng xã hội, Đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chính phủ, nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm quốc khánh của Việt Nam. Không lâu sau khi đăng tải, video nhận được hơn 5.000 lượt bày tỏ cảm xúc cùng với hàng trăm chia sẻ. Nhiều khán giả đã chứng kiến đoạn video đã cảm thấy rất là bất ngờ, ngỡ ngàng. Họ không hiểu tại sao một quốc gia ở cách xa tận từ châu Phi lại có thể yêu thương một đất nước châu Á như Việt Nam, đến mức là phải dành sự ưu tiên đặc biệt như vậy. Sau đây là những dòng bình luận của cư dân mạng. Việt Nam có lá cờ to lớn màu đỏ rực thế này, người UAE đã dành riêng ngọn tháp cao nhất thế giới và chiếu nó lên, chứng tỏ tình yêu của họ cho đất nước Việt Nam vĩ đại đến mức nào. Nước Việt Nam tuy nhỏ nhưng họ có sức mạnh tinh thần lớn vô cùng. Tôi yêu con người Việt Nam và mong rằng không ai đến phá hoại đất nước xinh đẹp này. Còn ai dám xâm lược Việt Nam khi thấy lá cờ đỉnh cao này? Việt Nam có lẽ là quốc gia được yêu quý nhiều nhất trên thế giới. Cờ Việt Nam có màu của máu, thật là ý nghĩa, nó tượng trưng cho lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Tuy không phải là người Việt Nam, nhưng khi xem tôi vẫn rất xúc động. Wow, không ngờ được rằng quốc kỳ của Việt Nam lại có sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhiều đến như thế. Nếu ai đó tìm hiểu thì sẽ biết rất rõ đây là tòa tháp cao nhất thế giới, vị thế của nó không hề đơn giản một chút nào. Bất kỳ một ai muốn quảng cáo hình ảnh, muốn chiếu lên đó bất kỳ một thông tin gì đều phải bỏ tiền ra mà mua. Một giây chiếu lên có giá cả ngàn đô chứ chẳng ít ỏi gì đâu. Ấy thế mà để chúc mừng cho ngày quốc khánh của nước Việt Nam, nước bạn UAE đã dành nguyên một buổi tối để chiếu lên hình ảnh và lá quốc kỳ đỏ rực, sáng chói của Việt Nam. Đó là một niềm hạnh phúc, vừa là chứng minh cho sự thật rằng Việt Nam chúng ta dù nhỏ bé nhưng không bao giờ cô đơn. Về tháp Khalifa, trang The Tower Info đã cho biết, tháp này chính thức được khai trương vào năm 2010. Nó được đặt theo tên của Tổng thống UAE Khalifa bin Zayed Al Maktoum. Ngoài ra, từ Khalifa mang một ý nghĩa quan trọng trong Hồi giáo, có nghĩa là nhà lãnh đạo tối cao của thế giới Hồi giáo. Tòa tháp này được xem là tòa nhà cao nhất thế giới với tổng cộng 164 tầng, có chiều cao 828m và thang máy cao nhất cũng như là chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ là 64 km/h. Tòa tháp có hình dạng như một cây kim nhọn vươn thẳng. Hàng năm tại Burj Khalifa diễn ra màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa, thu hút hàng ngàn người xem trực tiếp và hàng triệu người xem gián tiếp. Hiện UAE là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông và châu Phi, trong khi Việt Nam được coi là cửa ngõ hàng đầu để UAE tiến vào thị trường rộng lớn với 600 triệu dân của ASEAN. Việc chiếu hình cờ các nước trên tháp Burj Khalifa là một nghi thức được chính quyền Dubai và UAE thực hiện nhằm cho thấy sự coi trọng với những đối tác mà họ xem là đặc biệt. Bên cạnh lời chúc của bạn bè quốc tế thì nhiều người dùng mạng xã hội Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền Dubai cũng như là UAE. Cờ đỏ sao vàng tung bay ở đâu là ở đó có hòa bình và thịnh vượng, tự hào không thể tả nổi. Các bạn tôn trọng Việt Nam rất coi trọng các bạn. Chúc các bạn Trung Đông cùng Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Cảm ơn những người bạn Trung Đông vì hòa bình và ấm áp, ấm no. Chúng tôi luôn tôn trọng tất cả các bạn bè trên toàn thế giới.
Rất tự hào, tôi cũng đã làm việc 3 năm ở tòa nhà này. Việt Nam chúng ta tới đâu, đem hòa bình tới đó. Lá cờ này khiến tôi yêu người Việt Nam gấp nhiều lần, nhìn mà nước mắt tự nhiên chảy. Cảm ơn các bạn đã mang những cảm xúc này đến cho tôi. Thật biết ơn vô cùng, bởi với người Việt Nam chúng ta, mỗi lần nhìn thấy lá cờ là như thể thêm một lần được Tổ quốc gọi tên. Nhìn đoạn video lá cờ Việt Nam bay trên tòa tháp với kích thước khủng như thế này thì chắc chắn là ai là người Việt Nam cũng sẽ rất xúc động, tự hào, hãnh diện, tràn đầy sinh khí. Đó là những nguồn năng lượng mà lá quốc kỳ Việt Nam mang lại, dù ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, Việt Nam còn nhận được sự trân quý từ nhiều nơi khác nữa. Không chỉ riêng tòa nhà Burj Khalifa đâu, một công trình cao ốc khác là tòa nhà ADNOC, trụ sở công ty dầu mỏ quốc gia Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng hiển thị quốc kỳ Việt Nam trong ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đâu cần phải dành cho nhau những lời mật ngọt, đâu chỉ riêng việc ký kết những bản hợp đồng tỷ đô mới gọi là mối quan hệ gắn kết giữa hai dân tộc. Đôi khi, chỉ cần đến những hành động tôn trọng quốc kỳ như vậy cũng đủ để người dân hai nước cảm thấy gần gũi nhau hơn. Sau đó không lâu, tại Dubai, nước ta đã có cơ hội trình chiếu truyền thuyết con rồng cháu tiên lên mái vòm Al-Wasi. Cùng với màn giới thiệu về điểm đến Việt Nam và hình ảnh lá cờ Việt Nam tung bay phủ toàn bộ mái vòm. Qua video, các điểm du lịch nổi tiếng như là Ninh Bình, ruộng bậc thang, thủ đô Hà Nội, Vịnh Hạ Long đã được giới thiệu với khán giả tại Dubai. Hình ảnh Việt Nam tươi đẹp với những địa danh nổi tiếng cũng được giới thiệu với đông đảo công chúng nước này như một cách quảng bá nhanh và hiệu quả nhất về du lịch và văn hóa Việt Nam. Nhiều đó cũng đủ để hiểu tình cảm mà UAE dành cho đất nước Việt Nam chúng ta, nó to lớn và mạnh mẽ như thế nào đúng không? Từ đó mới thấy rằng, người Việt Nam chúng ta phải vô cùng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các vị lãnh đạo tiền bối đã dày công vun đắp tình cảm với các nước, để nước ta có uy tín với các nước Trung Đông, Châu Phi và có vị thế như ngày hôm nay. Đúng là cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để phúc cho con. Ở đâu có lá cờ Việt Nam xuất hiện, ở đó sẽ có hòa bình, yêu thương, bác ái. Lá cờ đó là sự khẳng định chủ quyền của Việt Nam, dù bất kỳ trong trường hợp nào, nó cũng luôn trường tồn mãi mãi với thời gian và trong lòng mọi người dân Việt Nam và bạn bè thế giới. Lần cuối, xin cảm ơn tình cảm của ông chủ ngọn tháp Burj Khalifa đã dành cho Việt Nam. Rất hy vọng rằng mối quan hệ của hai nước sẽ tốt đẹp hơn nữa. Còn các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết đấy nha. Đến đây thì mình phải nói lời chào tạm biệt để khép lại video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi. Và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!